Tổng cục trưởng Cục Cảnh sát Séc Martin Vondrasek nói rằng ông đã làm cảnh sát 35 năm và chưa bao giờ chứng kiến điều gì kinh hoàng như vụ xả súng hôm 21 tháng 12. Theo ông, điều tra ban đầu cho thấy tay súng có một kho vũ khí và đạn dược khổng lồ. Ông nói rằng có khả năng tay súng đã làm theo một trường hợp xả súng tương tự xảy ra ở Nga, song không nói cụ thể về vấn đề này. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc Vít Rakosan cũng cho rằng đối tượng sở hữu cả kho vũ khí gồm nhiều loại súng với một lượng đạn lớn. Do đó, nếu cảnh sát không can thiệp kịp thời, số nạn nhân có thể tăng cao gấp nhiều lần. Việc đối tượng sở hữu kho vũ khí đáng ngại như vậy phần nào cũng được lý giải bởi thực tế rất rõ. Đó là Séc là trung tâm công nghiệp vũ khí của châu Âu và có luật sở hữu súng nhìn chung lỏng lẻo hơn so với các nước châu Âu khác. Phát biểu trước người dân, Thủ tướng Séc Petr Fiala gọi vụ xả súng là một cuộc tấn công vô nghĩa và cho rằng Giáng sinh năm nay sẽ buồn không thể tưởng tượng được. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vít Rakosan kêu gọi người dân đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ về sức khỏe tinh thần sau những thông tin kinh hoàng về vụ việc. Ông Rakosan cũng kêu gọi giới truyền thông và người dân không chia sẻ thông tin về tay súng và chi tiết về vụ xả súng. Ông cho rằng kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy điều này có thể dẫn đến các vụ tấn công bắt chước.